Quà tặng USB 128GB cùng rất nhiều quà tặng khác khi mà bạn mua siêu phẩm màn hình OLED X5S Pro. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê. Tiếp theo những video ngày hôm trước, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những quà tặng mà các bạn nhận được khi mua siêu phẩm màn hình OLED X5S Pro. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp tôi chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê ở bên dưới. Các bạn có câu hỏi gì, hãy để lại comment vào phần bình luận bên dưới để chúng ta có thể trực tiếp tương tác được với nhau ạ. Cảm ơn các bạn. Quà tặng mà các bạn nhận được ở đây đó là một thẻ nhớ USB 128GB, hai đó là một SIM 4G, ba là một camera hành trình trước và sau kết nối với màn hình Android. Ở đây thẻ nhớ 128GB USB sẽ giúp chúng ta lưu lại được tất cả các cái dữ liệu trên xe của chúng ta cùng với bên ngoài xe của chúng ta trong vòng 1 năm, rất là khủng. SIM 4G sẽ giúp chúng ta vào mạng và kết nối với những thiết bị thông minh của chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng điều khiển xe. Camera hành trình trước sau sẽ giúp chúng ta lưu lại được những hành trình trên đường chúng ta đi để bất cứ khi nào cần chúng ta có thể trích xuất lấy dữ liệu, rất là tuyệt vời. Màn hình X5S với phiên bản Pro nâng cấp mới, cấu hình siêu khủng, RAM 4, ROM 64 giúp màn hình của chúng ta chạy nhanh hơn, mượt hơn và đáp ứng đầy đủ các tính năng hiện đại nhất trên xe của chúng ta. Ở đây, cam 360 sẽ giúp chúng ta quan sát toàn cảnh khi xe của chúng ta di chuyển, phục vụ tốt nhất cho chúng ta khi mà chúng ta có thể vào những chỗ ôm cua, khuất hoặc những chỗ mà lái xe rất là khó thì chúng ta cũng có thể tự tin điều khiển xe rất là an toàn. Với phần mềm ứng dụng chỉ đường ở đây, các bạn có thể dễ dàng sử dụng hai phần mềm chỉ đường với Google Maps, các bạn có thể sử dụng khi có mạng. Còn với Navitel, các bạn dễ dàng sử dụng ngay cả khi xe của các bạn di chuyển vào vùng không có mạng. Ở đây phần mềm Navitel được rất nhiều anh chị em lái xe gọi là cô trợ lý ảo, luôn giúp đỡ các bạn tìm những cung đường để đi cho dễ. Cùng với đó sẽ cảnh báo được tốc độ cho các bạn, luôn nhắc nhở bạn, cho bạn biết xe của bạn đang lưu thông bao nhiêu km một giờ và sẽ cảnh báo những cái biển báo cho các bạn biết. Rất là tuyệt vời. Với tính năng ra lệnh giọng nói thông minh, các bạn có thể dễ dàng điều khiển bằng một câu lệnh đơn giản. Ví dụ như là check phạt nguội cùng biển số xe của các bạn. Một giây sau thì trên chiếc màn hình thông minh đã hiển thị cho các bạn để các bạn được biết. Với tính năng ra lệnh giọng nói và kết nối với điện thoại thông minh, các bạn có thể lái xe rảnh tay, vẫn có thể trả lời được những tin nhắn cùng những cuộc điện thoại quan trọng gọi đến để các bạn xử lý công việc được thuận lợi hơn. Một cái tính năng tuyệt vời hơn nữa đó là tính năng chia đôi màn hình. Các bạn có thể vừa làm việc với chương trình mình yêu thích, cũng có thể vừa dùng phần mềm chỉ đường cho bạn. Và hai tính năng này cùng song song thể hiện trên màn hình để cho bạn dễ dàng xử lý. Một cái tính năng rất là tuyệt vời. OLED X5S Pro mang đến sự hiện đại, sang trọng cùng những tính năng vượt trội. Đó là sản phẩm mà bán chạy nhất trong năm 2021. Tuy nhiên, trong tuần này, bạn đặt hàng sẽ nhận được một quà tặng. Một thẻ nhớ USB 128GB, một SIM 4G và một cam hành trình trước và sau trị giá lên đến 4 triệu 200 ngàn đồng. Ngày hôm nay, bạn là người đặt hàng thì bạn sẽ nhận được một món quà tặng rất là tuyệt vời nữa. Đó là một lọ nước hoa quả nhật dành cho xe hơi trị giá 800.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng lên tới 5 triệu đồng. Món quà tặng thứ tư chỉ dành cho những ai đặt hàng sớm trong vòng 24 giờ tiếp theo. Các bạn là người sử dụng chiếc màn hình đầu tiên và được nhận món quà khủng này thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới hoặc để lại số điện thoại ở phần bình luận. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn. Và trong 24 giờ tới, ai là người sẽ sử dụng chiếc màn hình OLED X5S Pro này đầu tiên với món quà tặng lên đến 5 triệu đồng. Vâng, nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp tôi chia sẻ tới nhiều người được biết thông tin hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê để nhận được video sớm nhất. Xin chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.